bịt cái lỗ thủng đấy à? Anh Gù cho xin chén nước loãng nào. Uống nước đặc dễ mất ngủ lắm. Có chuyện gì mà khiến bà tổ trưởng đau đầu thế? Ôi giời, cái ngõ Thắng Lợi này ngày càng sập sệ, có vẻ hợp với cái tên ngõ lỗ thủng hơn đấy. Thế thì từ nay đừng mất công đi bịt cái lỗ thủng nữa. Bố láo, rồi xã hội cũng phải lập lại kỷ cương, chứ để chúng mày lộng hành mãi hả? Thì tôi thấy bà mất nhiều công sức mà vẫn không bị được cái lỗ, cho nên tiện mồm nói thôi. Đừng hòng, ngày nào còn tôi thì đừng hy vọng cái lỗ ấy tồn tại. Con xin bố đấy, nó ở nhà thì không lúc nào được yên, nó đi vắng thì bố cứ rền rĩ, nhức két cả đầu. Cái chị này ăn nói ngang ngược thật. Thế chị có còn coi nó là em ruột chị nữa không? Từ bé đến giờ lúc nào cũng nhường nó, không lẽ vẫn là người dưng? Đáng lẽ ra chị phải tìm cách an ủi nó, tâm sự với nó, đằng này chị lại... Bố nói nó còn không nghe, con là cái thá gì? Chị ích kỷ lắm. Chị chỉ lo cho cái bản thân chị thôi. Con đã có được cái gì để bố nói vậy? Sắp 30 tuổi đầu rồi, con đã lo được cái gì cho bản thân của mình chưa? Đấy, thất nghiệp cũng chẳng dám ở nhà ăn bán mọi người, cũng phải lo chuyện lấy chồng cho xong. Con ơi, chuyện chồng con phải suy nghĩ cho kỹ con ạ. Con chả muốn nghĩ, con đã quyết định rồi, con sẽ lấy chồng chỉ nay mai thôi. Con ơi, chỉ vì thất nghiệp mà phải bám lấy thằng chồng thì khổ cả đời đấy con ạ. Tắm loại này thơm đến mấy ngày nhỉ? Em có cái này cho chị còn oách hơn nhiều. Này, dầu thơm à? Sao bé thế? Bé hạt tiêu đấy bà Quỳnh ạ. À, đây là loại tinh dầu hoa hồng của Bun, dân chơi mới dám dùng. Mọi khi chỉ biết lọ nước hoa to oành, khi dùng phải xịt một cái, ai biết có loại nhỏ thế này đâu. Xịt là loại lởm, loại này á thơm đến cả tuần. Thế cơ? Nhớ là chỉ chấm một giọt sau giấy tai, đừng có bôi linh tinh, quê lắm. Thơm thật. Cất đi để dành, khi nào đi chơi với anh nhà Văn thì hãy dùng, đảm bảo quay cu lơ ngay. Còn nữa, đây rồi, cái này em mua cho chị, nhưng mà để lúc nào cưới hãy dùng. Cất đi nhé. Nhớ là cất cẩn thận đấy, cho nó mới. À, bố ơi, con mua cho bố. Tao không tham. Dẹp ngay mấy cái thứ này đi, đừng để tao trướng mắt. Sao bố lại nổi cáu? Con có làm gì xấu đâu. Tao chỉ bị ho hen thôi, chứ đầu óc tao còn tỉnh táo lắm. Mày còn đang đi học, mày lấy đâu ra những thứ xa xỉ này hả? Con mua chứ lấy của ai? Dù mày có tiền mua, nhưng đấy cũng là những đồng tiền dơ bẩn. Đây là lao động của con, bố đừng có nói thế. Lao động? Hiểu, tao hiểu cái lao động của mày rồi. Bố, Chúng mày giết tao đi còn hơn. Đồ vô phúc bục mà. Tôi còn nhớ Von Te đã từng nói, cưới vợ giúp cho đàn ông khôn ngoan và đức độ hơn. Nhưng Fruit thì lại khẳng định đàn ông là mãnh lực của hành động. Vì thế, nếu rơi vào trạng thái bi kịch, thì người đàn ông có đủ bản lĩnh để giải quyết mọi khúc mắc. Không đúng. Đàn ông thường yếu đuối và dễ bị tổn thương.
Chính xác là sau bi kịch, người đàn ông dễ mắc trầm cảm, nhưng vết thương lòng cũng rất chóng bình phục. Nghe có vẻ lý thuyết suông. Ừ, thực tế đấy. Không tin, cứ nhìn cậu Bình này thì rõ. Đau khổ đấy, cay đắng đấy, nhưng liệu được mấy hồi, có ảnh hưởng gì đến công việc, đến gia đình đâu. Đàn ông là thế. Quỷ sứ, ní na ní nuận, xài đẹp. Bản lĩnh đàn ông ấy là chỉ để đàn bà cai trị thôi. Phẹt nạc. Các cậu thấy bà cụ hay chưa? Điếc lòi tống nhĩ ra mà cái gì cũng biết, cũng hiểu. Một chữ bẻ đôi không biết mà trình độ thì ngang lý luận trung cấp. Nào. Ơi. Ừ, hết tiêu chuẩn. Nhà có khách mà. Sĩ diện hạo. Cậu này từ từ nào. Tôi đã nói cả nghìn lần mà chị có chịu để vào cái lỗ tai đâu. Đến bao giờ chị mới chịu mở mắt ra cơ chứ. U mê mê thế này thì chết. Lão Tì dắt hẳn con đàn bà khác về nhà, lại còn bản nhau, hất chị ra ngoài đường đấy. Cậu đừng mắng chị nữa, đằng nào thì chuyện cũng lỡ dở như thế rồi. Cậu bà chị về làm thế nào bây giờ? Hóa ra chị cũng biết, biết mà còn bỏ nhà bỏ cửa, nay đền mai phủ. Tôi hỏi chị, đền phủ linh thiêng, sao không về phù hộ cho chị? Toàn trò vớ vẩn, dẹp khẩn trương. Cậu đừng xúc phạm thần thánh, phải tội chết đấy. Đâu? Thần thánh ở đâu? Chị chỉ cho tôi xem. Thần thánh ở trên trời, mắt phàm làm sao nhìn thấy được. Khốn nạn như lão Ti mà vẫn sống nhân rằng. Sao thần thánh không về vặt cổ nó chết tươi đi? Thần thánh thì cũng vậy. Chị nhìn xem, chị có còn ra hồn người nữa không? Em thật lòng không muốn làm như vậy. Mong anh thông cảm. Nhưng em không thể sống mãi trong cái áo tù túng ngột ngạt như thế này được. Cái gì phải đến cũng sẽ đến. Có quy lỗi cho ai cũng vậy thôi. Tôi mong sau này cô sẽ hạnh phúc. Em đã quyết tâm để có ngày hôm nay. Nhưng lúc này em cảm thấy không nỡ. Không còn yêu em nữa. Anh là con người, đâu phải là loài vật. Sau này có thế nào đi nữa, em cũng không thể quên được anh.
Muộn rồi. Nghỉ sớm đi. Anh về đây. Anh mang hộ xuống bếp, lát em làm. Em mua đấy à? Anh hỏi nghiêm chỉnh mà. Thì người ta cũng cười nghiêm chỉnh chứ sao. Anh chả hiểu gì cả. Chỗ thịt ấy chị Khải cho đấy. Chị ấy hỏi em là nhà mình có nuôi lợn, nuôi chó gì không. Em bảo có một con chó con. Em bịa ra? Không bịa ra cơ mà. Thì sao? Anh chị bảo nếu mà có chó hoặc lợn thì gói chỗ thịt vụn này về cho chó ăn. Để đổ nước gạo thì phí lắm. Hóa ra là thế. Tức là chúng ta cũng chỉ bằng con chó con lợn. Anh suy diễn buồn cười nhỉ. Từ nay đừng có bao giờ đem cái thịt này về nữa nhá. Chết đói còn hơn chịu nhục. Sĩ diện hão. Vấn đề không phải là sĩ hay không. Lẽ ra em phải nói thẳng là mang về cho chồng ăn chứ. Anh không ăn thì tôi ăn. Tôi là chó cũng được. Anh muốn em sẽ là vợ của anh. Mình cưới nhau nhá. Em không thể. Vì sao? Em không thể. Thế thôi. Em nói dối. Anh biết. Anh biết em đã thích anh. Thậm chí đã yêu anh. Anh. Đừng từ chối anh. Tha lỗi cho em. Em không thể. Tại sao? Còn lâu tôi mới nhận lời. Con Hạnh này không bao giờ chịu là đứa đóng thế. Cần một người đàn bà, chứ không phải cần một tình yêu. Một người đàn ông đang căm hận thì không bao giờ có một tình yêu thực sự. Tôi cũng là đàn bà, một người đàn bà thuần túy, cũng biết yêu, cũng ham muốn. Không phải tôi không rung động trước một người đàn ông như anh ấy. Người như anh Bình không nhiều, có thể nói là của hiếm.
Đúng. Nhưng tôi không thể. Tôi không xứng. Tôi không phải tuy phụ nữ dành cho gia đình. Tôi thích tự do. Không gò bó. Không bị phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Phải uống bằng cái này nó mới đã. Rót đi. Kìa. Hạnh uống vừa thôi, không say đấy. Tôi biết anh chính là người yêu tôi nhất. Anh yêu tôi lâu rồi, nhưng anh không hiểu tôi. Còn tôi lại rất hiểu anh. Tôi đọc được suy nghĩ của anh đây. Tôi là người đơn giản. Có nghĩ gì đâu mà anh đọc được. Anh đã muốn chuốc cho tôi say, rồi chiếm đoạt tôi. Tôi... Thật ra tôi... Anh thật là đáng thương. Nhưng để yêu anh thì tôi chịu. Anh hãy bỏ ngay ý định chiếm đoạt tôi đi. Đố bọn đàn ông có thể đụng được vào người tôi, trừ khi tôi tự nguyện. Thiên hạ cứ nghĩ rằng tôi dễ dãi. Nhưng dù có là điếm thì cũng phải có nguyên tắc riêng của nó. Nhưng hôm nay thì tôi cho anh đấy. Anh muốn làm gì tôi thì làm. Tôi tự nguyện. Thank you.
Ông đã làm gì cô ấy? Nói, ông đã làm cái trò gì? Hả? Cô ấy đã cho tôi, nhưng cô ấy ghê sợ tôi. Tôi là một thứ đáng kính trọng. Tôi là một con phải. Ta vĩnh viễn mất hạnh rồi, anh Vũ ơi. Không, anh mới là một con người. Một con người. Còn tôi, tôi mới là kẻ đáng bị nguyền rủa. Quần áo đi đâu thế này? Bố về quê ít ngày, công việc căng thẳng quá, bố muốn có thời gian nghỉ ngơi. Chết rồi, quả sĩ, ông không dám huỵch toẹt vấn đề ra à? Thử làm thằng đàn ông một lần đi, nói hết ra xem, đằng nào thì chúng nó cũng biết cả rồi. Hèn. Mẹ thôi đi. Mày vừa nói cái gì? Mẹ quá đáng lắm. Mày quên mất ông ấy là ai rồi à? Là bố con. Con không muốn mẹ tiếp tục xúc phạm bố con như thế nữa. Giỏi. Giỏi lắm. Rồi sẽ biết tay thôi. Lỗi mẹ đi con. Không. Chúng con đứng về phía bố. Bố đừng đi. Bố đừng bỏ chúng con. Bố nhé. Lớn có những chuyện trẻ con không hiểu được đâu con ạ. Con không cần hiểu, con cũng không muốn hiểu. Mẹ nói gì chúng
con cũng không nghe nữa. Dù thế nào, chúng con cũng không ngộ bố. Bố là bố của chúng con cơ mà. Bố tìm con. Bố đi đâu, bố cho chúng con đi với. Chúng con muốn có bố. Đồ đạc của con bé bà xếp đủ rồi chứ? Rồi. À, còn thiếu gì nữa không nhỉ? Này, thế mày định đi thật đấy à? Tao đang định sang chào mày. Theo tao thì mày không nên đi lúc này. Tao thì nghĩ là quá muộn, lẽ ra phải đi sớm hơn cơ. Thế Sương đã báo với Xoay chuyện này chưa? Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Này, thế bà đi với tôi hay ở lại đợi anh Xoay? Quý sứ, tôi đi theo con bé. Thế thì tốt rồi. Thôi, mày đã quyết thì ta cũng không dám can thiệp. Nhưng dù sao, vẫn mong mày sẽ về đây với chúng tao. Tao với mày vẫn là bạn. Chào Tổng Biên Tập. Chào cậu. Hình như cậu đang đợi ai thì phải. Vâng, sáng giờ chưa thấy anh Thái đâu, nên tôi cũng hơi nóng ruột. Tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu. Mời anh. Có chuyện gì anh cứ nói. Có lẽ tôi sẽ chuyển đi trong nay mai. Quyết định cũng đã ký đây. Anh nói với tôi chuyện này làm gì? Tôi muốn trước khi đi, tờ báo này phải được củng cố một cách vững chắc. Bình này, liệu tay Thái có đảm đương được chức tổng không? Tôi định để cậu làm phó. Chịu. Cả tôi và ông Thái đều không có khả năng làm lãnh đạo. Tốt nhất anh nên chọn người khác. Vậy theo cậu thì nên chọn ai? Tôi không biết. Nhưng phải là một người có tố chất giống anh. Chả lẽ đến giờ cậu vẫn chưa hiểu tôi? Tôi hiểu. Rất hiểu là đằng khác. Cảm ơn anh. Anh đúng là một lãnh đạo năng động. Không phải với ai anh cũng tốt. Lúc nào anh cũng tốt. Nhưng anh quá được việc. Tờ báo này cũng vì anh mà được mở mày mở mặt. Tôi nói rất thật lòng. Và nếu không vì tờ báo, chắc tôi đã chẳng nói như vậy. Vậy là cậu kiên quyết từ chối. Anh nên chọn người có thể theo nghề lãnh đạo thì mới hiệu quả.
Đừng có trông vào cái lũ chỉ biết làm chuyên môn như chúng tôi. Đến giờ thì tôi biết những việc anh làm tất cả đều có mục đích. Tôi hỏi thật, có phải nghề lãnh đạo cần phải như vậy không? Rất thông minh, cậu rất thông minh. Nhưng mà chua chát và cay đắng quá. Không cần thiết phải như thế. Mà này, hình như nghệ sĩ các cậu cứ thích làm cho vấn đề nó rối tung lên thì mới sống được hả? Cuộc sống đơn giản hơn nhiều. Thôi, tôi đi đây. Lúc nào tay Thái đến, nói lên gặp tôi ngay. Chả biết anh ấy có đến hay không, mà tôi sợ có đến cũng không đáp ứng được yêu cầu của anh đâu. Văn nghệ sĩ các ông vui tính thật, mà phức tạp quá. Này, sống với các ông ấy mà không thích nghi được thì mệt lắm. Đi nhá. Vâng. Chào chị. Chú vào đi. Anh Thái có nhà không chị? Trốn rồi. Dắt theo cả hai đứa trẻ nữa. Giấy xin nghỉ việc viết sẵn rồi đây. Trốn nhà chưa đủ, trốn cả cơ quan nữa. Hèn. Tổng biên tập nhắn anh Thái đến có việc. Nhưng kiểu này thì... Thôi, xin phép chị tôi về. Đi hết cả rồi, uống rượu một mình cũng không vào. Chú ở lại uống với chị vài ly. Chị để tôi rót cho. Chị mời rượu chú, chị phải rót mới đúng. Nào, mời chú. Kìa, chú uống đi. Nhìn bên ngoài, ai cũng tưởng tôi rất sung sướng, kinh tế có, chồng con đàng hoàng danh giá, hình thức cũng không xấu xí. Có người ghen tị còn nói rằng ông trời yêu ái tôi quá. Nhưng họ có biết đâu rằng chồng tôi không phải là con đực. Chưa bao giờ ông ấy làm nổi những chuyện mà một thằng đàn ông ngu xuẩn nhất cũng biết làm. Giá như ngày ấy, tôi không tham cái hộ khẩu, không mơ cuộc sống thành phố. Giá như tôi dũng cảm từ bỏ, thì có lẽ cả tôi và ông ấy không khốn nạn như bây giờ. Chị làm như vậy là giết anh ấy.
Chú nói tôi giết ông ấy là không công bằng. Tôi hỏi chú, ngần mấy năm tôi chết khô chết heo là lỗi tại ai? Có ai thương tôi không? Nhưng... Thôi, dẹp đi. Uống đã. Chú bình, hình như chú say rồi. Không, tôi không say. Tôi vẫn rất tỉnh táo. Để xem chú tỉnh đến đâu. Chị ác lắm. Ác lắm. Đồ ác độc. Mưa hoang nào dẫm nát tôi bơi. Đồng cỏ nào. Cho đến giờ này tôi vẫn chưa lấy chồng là vì ai. Anh biết điều đó chứ? Tự cô không thích bị trói buộc đi chứ. Ngần ấy năm tôi sống là vì anh, mà anh còn lừa dối tôi. Anh lừa đôi đều. Chúng ta luôn ngả bài sòng phẳng. Cô đâu phải đứa ngốc mà để dễ bị tôi lừa. Anh tính cách mà dàn xếp đi. Chuyện này mà dàn xếp không xong, tôi chỉ còn cách ra cầu Long Biên mà nhảy xuống thôi. Đúng rồi, bắt dí thằng ngồm con đi. Tiến sư lũ lừa đảo, chúng mày đừng trốn được à? Mọi người đừng để nó thoát chết. Hoàn tàn. Có chuyện gì đấy? Có chuyện gì thế nhỉ? Đánh ghen à? Mọi người biết không? Chúng nó là một lũ lừa đảo. Chúng nó lừa tôi đóng tiền đi xuất khẩu lao động. Nhưng cả tháng nay rồi, tôi có thấy động tĩnh gì đâu. Đúng đấy. Hỏi phải nhiều lời với chúng nó. Một là chúng nó trả tiền lập tức, hai là xích cổ chúng nó lên con. Tiền của người ta bao nhiêu rồi? Anh ta. Chính anh ta bày ra tất cả. Tôi không liên quan gì hết. Mọi người nộp tiền cho ai thì cứ người ấy mà đòi. Tôi cũng chỉ là nạn nhân bị anh ta lừa thôi. Tôi không liên quan gì hết. Vội gì nào, ngày nghỉ mà. Tôi... Nhà không có ai cả, ở lại đi. Tôi xin lỗi. Nỡm, phải xin lỗi.
lên năm lên ba gì. Tại tôi say quá, tôi phải đi. Đừng, tôi xin anh, dù sao chúng ta đã có mấy tiếng. Tôi không cố ý. Tôi cần anh, hãy thương tôi, Bình. Tại chị chuốc cho tôi nhiều quá. Chị cho tôi về. Đừng như ông Thái. Hãy giúp tôi. Bao nhiêu năm nay tôi khổ sở lắm rồi. Tôi xin lỗi. Tôi không thể. Chị tha cho tôi. Anh cũng không hơn gì lão Thái. Cùng một ruột thôi. Một lũ gián. Hèn hạ. Bất lực. Giả dối. Cút. Từ ngày về quê, tôi nghiện nhất hai cái món này. Nhìn bát nước chè xanh ngắt, đặc cắm tăm, tiếng điếu kêu ro ro, bỗng nhiên mọi bực dọc tan biến hết. Giờ thì ông sướng hơn tôi rồi. Tôi thì tay trắng, mất hết. Rốt cục chúng ta chỉ là con số không, không có gì, không còn gì. Nhưng tôi khác ông. Phải. Đều mất hết. Có điều bằng những cách khác nhau. Giờ tôi thanh thản lắm. Chí ít vẫn còn một quá khứ không đến nỗi xấu hổ. Ông dạo này béo khỏe ra nhiều. Tôi thèm cái vẻ thung dung của ông. Nhưng tôi không thể giống ông được. Tôi phải lấy lại tất cả những gì đã mất. Ông có những gì? Những gì ông cho là của mình? Tất. Ông nhầm rồi. Như cái thơm nhà tôi thì lấy lại ở đâu được? Ngôi nhà cũng vậy. Cả khu tập thể bị giải tỏa. Có ai giữ lại được đâu. Tôi phải lấy lại tất cả. Thôi ông ạ, nếu căng thẳng quá thì ông về đây với vợ con. Không gì quý bằng gia đình. Đừng ham hố nữa. Ông Khoái này, chuyện nhà xoay ông cũng cần lưu ý. Chuyện gì? Nếu ông làm cậu ấy mất vợ là có tội đấy. Chuyện cô Sương dọn đi chẳng lẽ cũng là do tôi? Lỗi chính là ở ông đấy. Xoay nó là một người tốt. Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy. Đúng là ở đời không ai học được chữ ngờ. Vui vẻ thảnh thơi quá nhỉ. Lâu lắm rồng mới đến nhà tôm. Vào đây, vào đây. Có chai rượu ngon. Khách vừa mới biếu. Chưa biết uống cùng ai. Đúng vào lúc là ông đến. Tao không uống. Mày. Tôi... Tao đã là thứ rác rưởi. Nhưng mày còn bị ổi và khốn nạn hơn tao nhiều. Tại sao mày làm như vậy? Hả? Ông cứ bình tĩnh để tôi được giải thích. Mày biết Sương là vợ ai? Đúng không? Mày có biết câu các cụ dạy cơm thầy vợ bạn là thế nào không? Hả? Nhưng mà thực ra tôi... Nếu biết chuyện này xảy ra, không bao giờ tôi đưa cô ấy đến. Tôi biết. Trong chuyện này tôi có lỗi. Nhưng Sương yêu tôi. Yêu? Yêu cái con khỉ. Cô ấy chỉ nông nổi. Chưa hiểu chuyện đời thôi. Mày đã từng là thằng lính chiến. Mày đã có tất cả. Giờ là lúc mày ban phát để chiếm đoạt, phải không? Nếu mày không buông tha cô ấy thì tao nhân danh một người lính, tao sẽ không tha cho mày. Tao sẽ giết mày. Ông bình tĩnh. Tao không nói hai lời đâu. Mày tự thu xếp đi. Nhớ là tao đã cảnh cáo đấy.
Anh xin lỗi. Anh không còn cách nào khác. Chúng ta không thể sống thế này mãi được. Anh sẽ thu xếp cho em một công việc khác. Sương, em về nhà đi. Anh đã quyết vậy thì em cũng chẳng còn gì để nói. Em chấp nhận. Nhưng không biết đến bao giờ em mới xóa được mặc cảm. Anh về đi. Bà bé cháu bà nọ. Anh về đi. Bà bé cháu bà nọ. Ô bà chi, bà chi, bà chi, bà bé nào bà yêu mà. Anh về đi. Bà chi. Bà chi, bà chi. Này, bé con đi này. Khóc lóc cái gì? Quỷ sư. Chuyến này đi thu hoạch được những gì? Báo cáo chúng tôi xem nào. Chưa một cái nào được bóc. Lỗi tại tôi. Tại tôi hết. Giá như tôi đừng tham xe gỗ. Giá như tôi đừng ham hố. Đừng quá vội vàng. Tại tôi. Thôi, ở trên đời này làm gì có chữ giá như chứ. Đã làm thì phải chịu. Sai thì cũng đã sai rồi. Phải tìm cách khắc phục. Sương cũng khổ lắm anh ạ. Mẹ con cô ấy dọn về ông ngoại ở rồi. Mọi việc cô cũng đã giải quyết xong. Cậu còn yêu cô ấy không? Tôi biết cậu không phải là người cố chấp. Nếu cậu còn yêu cô ấy, còn có thể tha thứ, thì mọi việc vẫn có thể cứu vãn được. Con bé biết nhiều trò lắm anh ạ. Cũng bập bẹ gọi bố được rồi. Nhưng khổ thân, lâu lắm không được gặp bố. Có khi con bé chẳng còn nhớ hơi nữa. Mang quà đến cho con bé đi. Nó sẽ thích lắm đấy. Còn ngồi đấy làm gì nữa? Đứng dậy đi đi. Đi đi. Giờ mình mà biết như này nhỉ. Dạ. Dạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn chú. Ơi, cho tôi một gói nào. Cho bác một gói con. Cảm ơn ạ. Thái ơi, đưa chị thêm gói nữa đấy. Em ơi, cảm ơn bác.
Đây, chị gói nào? Đây, đây, đây. Cho chị thêm hai gói nữa nha. Chị đừng gói ạ. Cảm ơn. Tài đấy. Cảm ơn các bạn. Cái bông là cái bông ba, mẹ bông yêu bông mà bông càng thế mà. Này nghèo, chốc nữa quay lại chở cho bà chuyến nữa nhá. Nào chó con đâu, ra đây bà bế nào. Con bé vừa ngủ. Trộm vía, con bé ngoan quá đấy. Vâng. Cứ ăn no rồi ngủ khì khì. Bà dâu uống nước. Mấy hôm nay ông lại đau hả? Có lẽ vì chuyện con cái cho nên bệnh tình nó cũng động lòng chắc ẩn đấy bà. Con cái là cái nợ đồng lần, biết làm sao. Mà này, ông đỡ đau rồi, gây lại mấy cái vại dưa cà mà bán cho nó vui. Tôi cũng muốn lắm, nhưng nhà có trẻ, không tiện bà. À thôi, mẹ con nó về đây với ông thế là cũng đỡ quạnh rồi. Mà... còn cái Hạnh, ông cứ kệ nó. Nó làm việc nó thích, thoát khỏi phe phẩy là tốt rồi. Bà Công ơi, bà Công, gạch mì xì về rồi đấy. Bà biết cái lỗ thủng làm quái gì chứ, chẳng ăn thua gì đâu. Bà cho Quách cháu về xây cái bệ nước còn hơn. Kệ, ai xây cứ xây, ai phá cứ phá. Việc mình làm. Thế là xong, đi, về. Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Bà điếc, mẹ con ở đâu? Quỳ sứ, trông đèn xì xì. Mẹ đã vừa đi chợ rồi. Ui, ui bé nào. Ui dồi. Ui. Quỳnh sư, mẹ làm con bé thức giấc rồi. Thôi, đưa nó đây cho tôi. Ra bà bế này. Để tôi đặt con bé. Không rồi nó lại quen đi. Bà Trương, bà Trương. Bà Trương con đó. Bà Trương nhỏ. Vàng thật 100% đấy. Đền cho đồng vàng giả của bà. Đồng vàng của mẹ tôi cho mất rồi. Tôi lấy vàng làm gì? Thì bà cứ cất đi. Coi như giữ hộ tôi. Thôi, tôi chả cần đâu. Chú cứ cất đi cho con bé. Thank you.
Dương. Không phải nói, anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Một phần cũng do lỗi của anh. Chúng mình hãy quên những chuyện này. Những ngày tháng tới đây, chưa biết anh và em, chúng ta sẽ sống như thế nào. Hãy tiễn biệt nó, tiễn biệt những ngày buồn. Nín đi em, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới em ạ. Ôi bố xin. Ôi này, con gái yêu của bố nè.